Mỹ Linh, gia nhân gái trong Duyên Kiếp, ngoài đời khác hẳn trên phim, yêu say đắm nhanh hài hơn 30 tuổi. Với những ai dành tình yêu cho phim truyền hình Việt thì không thể nào bỏ qua bộ phim Duyên Kiếp đang phát sóng. Xoay quanh tuyến nhân vật chính thì những diễn viên phụ cũng tạo nên sức hấp dẫn cho phim. Trong đó, vai gia nhân tên gái hiền lành nhanh nhẹn tạo được nhiều thiện cảm với khán giả. Nhân vật này do diễn viên Mỹ Linh thủ vai. Trong phim, vì tạo hình của gái rất trẻ trung mà nhiều người mặc định nhân vật này chỉ mới vừa đôi mươi. Nhưng sự thật khiến khán giả không khỏi bất ngờ là diễn viên thủ vai có tuổi ngoài đời đã chuẩn bị chạm ngưỡng 30. So với trên phim, Mỹ Linh thường ngày mang một hình ảnh khác hoàn toàn. Nữ diễn viên thôi khắc khổ, giản dị mà thay vào đó là phong cách thời trang đa dạng. Ngoài đời, nữ diễn viên Duyên Kiếp khá nhắn nhít hoạt bát, cô cũng rất chịu khó làm mới mình, khi thì gợi cảm, khi thì năng động, lúc lại nữ tính. Mỹ Linh sinh năm 1993, đã hoạt động nghệ thuật được một thời gian, nhưng khi đến với cuộc thi gương mặt điện ảnh 2019, cô mới được nhiều người biết đến. Tuy không đi đến vòng cuối cùng, song qua chương trình, cô được nhiều người đánh giá cao về năng lực diễn xuất. Một số dự án cô từng tham gia có thể kể đến như Trọn Nghĩa Thủy Chung, Phận Làm Dâu, Sông Phố Nhà Ghe, Hôn Lễ Mùa Thu, Không Lối Thoát, Tía Ơi Con Muốn Vợ Rồi, Dông Bão, Sitcom Khu Phố, Bà Lằng, Học Làm Cha Mẹ. Ngoài vai trò là một diễn viên, Mỹ Linh còn được công chúng biết đến với mối tình với diễn viên hài Lê Huỳnh. Được biết cả hai đã kết hôn và có độ chênh lệch 29 tuổi. Cô cho biết cả hai quen nhau trong một bữa tiệc khi chồng cô vừa từ Mỹ về nước. Vì ngưỡng mộ nam danh hài từ nhỏ nên lúc ấy cô đã đứng dậy và bắt chuyện với ông xã. Sau đó họ giữ liên lạc với nhau khi Lê Huỳnh trở lại Mỹ. Khi thấy cả hai có sự đồng điệu về quan điểm, tính cách, cả hai quyết định đến với nhau và tổ chức đám cưới hồi tháng 7, 2016. Nhận xét về chồng, Mỹ Linh tâm sự, anh Huỳnh là một người chu đáo, quan tâm vợ. Anh luôn biết cách san sẻ công việc với tôi, thậm chí là việc nấu cơm, rửa chén nếu rảnh. Những ngày tôi đi thi, anh chăm sóc động viên tôi hết mình. Những tưởng cặp vợ chồng có độ chênh lệch hơn 2 giáp sẽ khó có sự hòa hợp, nhưng Mỹ Linh cùng chồng lại có điểm chung ở mọi mặt. Thay vì thích sôi động ồn ào như những cô gái 9X khác, nữ diễn viên lại thích yên tĩnh và dành thời gian cho gia đình. Mọi người cũng khen là kể từ khi sống chung với tôi, anh Huỳnh trẻ lên nhiều, bởi chúng tôi luôn tạo ra một cuộc sống vui vẻ, vợ chồng thoải mái với nhau mà không mâu thuẫn gì hết. Chúng tôi biết như thế nào là đủ chứ không mưu cầu những gì xa xôi để gây áp lực cho bản thân, Mỹ Linh trải lòng. Trong đời sống hôn nhân, Mỹ Linh là người rất ghen. Ở một chương trình truyền hình, ông xã nữ diễn viên bày tỏ, từng có lần anh ra ngoài không nghe điện thoại. Sau khi mở máy lên thì thấy cả trăm cuộc gọi lẫn tin nhắn, nhưng anh không cảm thấy khó chịu. Sau khoảng thời gian chung sống, đến nay cả hai vẫn mặn nồng như hồi mới yêu. Tuy nhiên, họ vẫn chưa chào đón thiên thần nhỏ nào và đây là mong ước trong tương lai của cả hai. Lê Huỳnh cho biết trước đây bản thân nghĩ rằng nếu lấy cô vợ quá trẻ như vậy, trong cuộc sống chắc sẽ có những cách biệt về tư tưởng lối sống. Thế nhưng Mỹ Linh tuy trẻ nhưng lại có tâm hồn hòa quyện với anh, từ cách ăn mặc, sở thích tới thói quen lối sống. Lê Huỳnh lớn tuổi nên thích sự trầm lặng, yên tĩnh. Mỹ Linh cũng thích sự yên bình, trầm lặng chứ không giống giới trẻ thích náo nhiệt. Đối với nam diễn viên, Mỹ Linh giống như là món quà ông trời ban cho anh, là một cô vợ vừa trẻ đẹp, thông minh, lại hòa hợp với bản tính của mình. Kết hôn đã nhiều năm, nhưng cặp đôi vẫn cảm thấy tình cảm như hồi mới gặp và yêu nhau, nhiều khi còn mặn nồng hơn xưa, hạnh phúc hơn xưa. Có lúc tôi đi quay nhưng Mỹ Linh cũng đòi đi theo để lên phim trường chăm sóc chồng, mang cho chồng chai nước, mua cái này cái kia cho chồng ăn. Tôi thấy như vậy là hạnh phúc lắm rồi, anh thổ lộ. Là một người nghệ sĩ, người của công chúng nên cuộc sống của Lê Huỳnh cũng thường bị xăm soi nhiều hơn. Lấy vợ kém hơn 30 tuổi, nam nghệ sĩ cũng đã trải qua khoảng thời gian bị dư luận bủa vây với nhiều ý kiến trái chiều. Dẫu vậy, Lê Huỳnh khẳng định anh không quan tâm tới dư luận. Nghệ sĩ sống mà cứ để tâm tới dư luận xã hội thì sẽ không sống được. Ai chê tôi cũng được, nói xấu cũng được và nói tốt cũng được. Tôi chỉ quan tâm tới gia đình và những người thân thuộc. Về phía Mỹ Linh, Linh là diễn viên trẻ nên Linh sẽ quan tâm tới những điều mọi người bàn tán về mình. Linh có vui có buồn với những bình luận trên mạng. Nhưng nghĩ lại, mình chỉ nên sống cho cuộc đời của mình sao cho hạnh phúc thôi. Nam nghệ sĩ hài chia sẻ. Chia sẻ về dự định sinh con, Lê Huỳnh thoải mái cho biết anh và vợ chưa có ý định sinh con vì chưa phải thời điểm thích hợp. Mỹ Linh còn rất trẻ và đang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Anh muốn dành những điều tốt nhất dành cho con nên khi nào cả hai sẵn sàng sẽ quyết định. Lê Huỳnh sinh năm 1964, là danh hài nổi tiếng kỳ cựu của sân khấu hải ngoại. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều tiểu phẩm như Bói Quẻ Đầu Năm, Ngày Họp Mặt, Tây Thi. Anh là bạn diễn ăn ý của Bảo Liêm, Vân Sơn, là nghệ sĩ hài của Trung tâm Vân Sơn. Anh sang Mỹ định cư từ năm 2005 và thi thoảng về Việt Nam biểu diễn. Trong một chương trình cách đây không lâu, chuyện tình cảm của Mỹ Linh và Lê Huỳnh tiếp tục trở thành đề tài bàn luận vì từng gây xôn xao khán giả và giới truyền thông khi anh hơn cô gần 30 tuổi. Nữ diễn viên khẳng định ngay việc không nên yêu bất chấp ở phần mở đầu.
Tuổi trẻ được quyền yêu, được trải nghiệm, nhưng mình cần phải có chừng mực, biết đâu là điểm dừng. Nhiều khi yêu bất chấp quá rồi nhìn lại mới thấy tiếc thanh xuân. Không đồng tình với bà xã, danh hài Lê Huỳnh đáp trả. Ủa cưng, sau cái năm đầu anh với em đến với nhau, em cũng yêu bất chấp hết sự ngăn cản của người thân, gia đình, bạn bè mà. Mỹ Linh giải thích rằng, vì thanh xuân cô đã gặp đúng người nên sự bất chấp đó hoàn toàn xứng đáng. Bằng chứng là cặp đôi đang tận hưởng hạnh phúc viên mãn sau 5 năm về chung một nhà. Riêng diễn viên Lê Huỳnh, anh đã từng trải và cũng đã từng đổ vỡ hôn nhân, nên anh quan niệm cuộc tình nào cũng phải hết mình, cũng phải bất chấp để khi nhìn lại không hối tiếc vì không hết lòng với đối phương. Tuy nhiên, Mỹ Linh không đồng ý với ông xã. Cô cho hay, việc tìm kiếm được hạnh phúc sau đổ vỡ hay lúc tuổi đã lớn là may mắn của mỗi người, không phải ai cũng gặp được nên phải yêu có lý trí, yêu có suy nghĩ.